chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Ở trên các group công nghệ thì mình thấy các bạn hay nói là Samsung với cả Apple là dùng lành nhất. Đấy, tuy nhiên là nếu mà bị lỗi là toàn những lỗi rất nặng thôi. Đấy, ví dụ như là Samsung ngày trước chúng ta bị những cái phốt, ví dụ như là cái lỗi pin của con Samsung Galaxy Note 7 này, hay là lỗi chảy mực màn hình của con Galaxy Note 5 này, hay là lỗi màn hình ám hồng của con Galaxy S8, S8 Plus này. Đấy, thế còn Apple thì lỗi chóc sơn ở trên iPhone 6S với 6S Plus nhìn cực kỳ là kinh tởm luôn. Đấy, hay là lỗi màn hình ở trên iPhone 10. Đấy, kiểu như vậy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một cái lỗi nữa của Samsung. Nhưng mà lỗi này mình thấy là Samsung đã xử lý một cách cực kỳ là đẹp và cực kỳ là thấu đáo cho người dùng. Đấy, thì cái lỗi này đó chính là lỗi việc ám xanh, lỗi sọc xanh ở trên màn hình của Samsung Galaxy S9, S9 Plus và Galaxy Note 9. Cái lỗi này thì được rất là nhiều người dùng ở nước ngoài, ví dụ như là châu Âu, ở Mỹ, ở Ấn Độ, người ta đã phản hồi rồi. Thế tuy nhiên là ở Việt Nam thì chưa có quá nhiều người dùng nhắc đến những cái sự cố này. Thế tuy nhiên là thời gian gần đây thì nhiều người bắt đầu xảy ra cái sự cố là bị lỗi xanh và sọc xanh màn hình của Samsung Galaxy S9 cộng. Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa tới cho các bạn một cái trải nghiệm của một người dùng ở trên mạng về cái việc là bạn ấy cũng bị cái lỗi như thế này và bạn ấy mang đến trung tâm bảo hành như thế nào. Thì đầu tiên là cái lỗi này các bạn có thể nhìn thấy trên hình luôn. Đấy, chiếc Samsung Galaxy S9 Plus bị những cái sọc ngang màu xanh ở trên, nhìn rất là khó chịu đúng không nào. Đấy, đấy là cái lỗi mà bạn ấy gặp phải, cái hình ở trên đấy. Và trước khi bạn ấy bị cái lỗi này thì ở trên mạng đã có một số những cái thông tin, những tin đồn về việc là Samsung sẽ hỗ trợ thay thế màn hình cho Galaxy S9, S9 cộng và Note 9 miễn phí. Xin nhắc lại là miễn phí nhé. Đấy, tuy nhiên là họ không công bố cái điều này ra rộng rãi. Và các thành viên ở trên các hội nhóm ấy thì họ cũng đã đăng lên, ví dụ như điều kiện là máy của bạn phải còn khả năng kháng nước này, rồi là quý tím không bị đổi màu này, rồi là máy có triệu chứng sọc giống như là hình ở dưới này. Đấy, rồi là máy không được cấn móc v.v. Đấy, và sẽ được thay thoải mái. Và sau đó thì một số những trang công nghệ ở Việt Nam, ví dụ như là trang của Thế Giới Di Động thì họ cũng up lên. Nhưng mà chỉ sau khoảng một thời gian rất là ngắn thôi thì bài viết đã bị gỡ và bị xóa đi. Đấy, thì mình không hiểu là cái việc này của Samsung Việt Nam là ý gì. Có thể là họ không muốn công bố rộng rãi cái điều này ra để sợ ảnh hưởng đến những người dùng tiếp theo, mua những sản phẩm tiếp theo thì sao. Đấy, nhưng mà nếu mà họ không công bố như thế thì đôi khi chúng ta gặp phải một vấn đề như này nhé. Ví dụ mình là một người mua một chiếc điện thoại Samsung chẳng hạn, mình hết bảo hành rồi thì mình sẽ không định mang đến các trung tâm bảo hành chính hãng. Bởi vì sao? Bởi vì giá rất là đắt. Thế tự nhiên mình lại phải ra ngoài mình thay thế cái màn hình như thế với một mức giá rẻ hơn, trong khi đó thì mình không biết cái tin là mình sẽ được thay thế miễn phí kể cả máy mình đã hết bảo hành nhá. Đấy, thì cái điều này là cái điều mà mình trách Samsung Việt Nam ở cái chỗ đó, là không công bố rộng rãi ra cái điều này. Đáng lẽ ra họ phải công bố chứ, giống như kiểu là các hãng ô tô họ thu hồi, triệu hồi xe chứ, là những xe nào bị ấy này, các ông mang về đây chúng tôi kiểm tra xem có bị lỗi này không, nếu lỗi chúng tôi thay thế miễn phí cho các ông. Thì như thế nó sẽ được lòng người dùng hơn rất nhiều. Đấy, nhưng mà Samsung thì lại không làm cái điều đấy và các cái trang lại xóa đi. Cái này thì mình thấy là không ổn rồi, đúng không nào? Đấy. Và cái bạn người dùng này của chúng ta thì bạn ấy đã gọi điện trực tiếp đến trung tâm hỗ trợ của Samsung để hỏi về vấn đề này. Cái số điện thoại hiển thị ở trên hình luôn này, 1800 588 889. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy luôn, ảnh chụp màn hình cũng rất là rõ ràng. Mình thấy là bạn ấy đi có một cái buổi trải nghiệm như thế, bạn ấy đưa lại một cái bài viết rất là chi tiết để cho anh em có thể tham khảo luôn. Thế sau khi bạn ấy gọi điện đến tổng đài, bạn hỏi là cái máy của tôi có được thay thế miễn phí không, thì nhân viên tổng đài bảo là anh cứ mang máy qua để chúng em kiểm tra xem như thế nào. Đấy, thì họ cũng không xác nhận qua điện thoại luôn. Đấy, thì bạn này mang đến trung tâm bảo hành của Samsung ở trong Sài Gòn thì là chỗ Bitexco, đấy, cụ thể là Samsung 68 ở tòa nhà Bitexco. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy được luôn nhé. Và sau khi bạn ấy mang đến ấy, thì Samsung họ có một cái biên bản tiếp nhận sản phẩm cho bạn ấy. Và nhân viên kỹ thuật thì họ kiểm tra trong khoảng 15 đến 30 phút. Đấy, còn tất nhiên là ở trong phòng ấy thì họ có đồ uống để cho bạn có thể thư giãn trong lúc chờ đợi. Đấy, mình thấy là những trải nghiệm ở trung tâm bảo hành chính hãng như thế, như người dùng phản hồi lại là rất tốt. Và sau khi kiểm tra máy xong ấy, thì bạn nhân viên kỹ thuật yêu cầu là sẽ giữ máy của bạn đó trong vòng khoảng 2 đến 3 ngày để tiếp tục kiểm tra.
Và nếu mà được thay thế miễn phí hay là phải mất phí thì họ cũng sẽ báo trong cái thời gian sớm cho bạn ấy thôi. Rồi, thế sau đó khoảng vài ngày thì bạn ấy nhận được một cái cuộc gọi từ tổng đài của Samsung có số là 028-3822-8999. Thì tổng đài Samsung báo lại cho bạn ấy là bạn ấy sẽ được sửa chữa miễn phí, thay màn hình miễn phí. Thế tuy nhiên là do cái thời gian chờ đợi linh kiện và thời gian sửa chữa nên là bạn ấy cần mất khoảng 2-3 ngày mới có thể nhận lại máy. Thì mình thấy là thời gian như thế là thời gian hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và sau đó khoảng vài ngày thì trung tâm của Samsung báo lại với bạn là bạn ấy có thể đến để nhận sản phẩm được rồi. Đấy. Và trưa ngày hôm sau thì bạn ấy đến luôn trung tâm bảo hành của Samsung để nhận lại sản phẩm. Và có một cái rất là hay nữa, đó là ngoài việc bạn ấy được thay thế màn hình miễn phí thì trung tâm bảo hành cũng cho biết là bạn ấy đã được thay luôn pin và gia cố lại phần keo kháng nước cho thiết bị. Ô, điều này là ngon đấy chứ. Người ta bảo hành toàn bộ sản phẩm, người ta thấy pin yếu, người ta thay cho bạn một viên pin, thế là quá ngon rồi, đúng nào. Và bạn có thể nhìn thấy luôn là hình ảnh trước và sau khi thay màn hình. Đấy, sau khi thay màn hình thấy nhìn màn hình trong vắt luôn, khác hẳn so với cả cái lúc mà bị ám xanh. Đấy, còn lại thì điều kiện để các bạn được bảo hành miễn phí như sau nhé. Kể cả các bạn đã hết bảo hành rồi, được thay thế miễn phí như sau. Thứ nhất, đó là Samsung Galaxy S9+ và Note 9 của bạn phải được phân phối chính hãng ở thị trường Việt Nam. Thứ hai nữa là ngoại hình máy không bị hư hỏng quá nhiều. Ở trong video này ấy, thì cái bạn mang đi thay là bạn ấy hơi bị cấn móc nhẹ một tí ti thôi thì họ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà máy bạn mà cấn móc quá nặng hay là bị vỡ cái gì đó ở mặt sau thì chắc là mình nghĩ chắc họ cũng sẽ không bảo hành đâu. Đấy. Và sản phẩm chưa từng tự ý tháo hoặc là thay linh kiện ở bên ngoài. Nghĩa là bạn nào bây giờ mà đã chót ra ngoài làm dịch vụ rồi, bây giờ mà muốn đến bắt đền thì không được đâu nhá. Đấy. Giờ sản phẩm chưa bị vào nước, chắc chắn rồi, vào nước thì sẽ ảnh hưởng đến lỗi màn hình mà. Và màn hình bị lỗi ám xanh, sọc xanh không do tác động của ngoại lực. Thực ra là người ta kiểm tra ngoại hình máy là người ta sẽ biết được ngay. Và họ sẽ bảo hành tất cả các sản phẩm hỗ trợ thay thế miễn phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, kể cả bạn đã quá hạn thời gian bảo hành. Đấy. Vậy là qua đây thì mình thấy là thứ nhất, đó là cái việc này là Samsung không công khai, không công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, như thế là không ổn. Đấy. Và qua kênh YouTube của mình là ít nhất bạn cũng đã có một cái kênh truyền thông để biết được rằng là nếu bạn đang sử dụng những cái sổ này thì đừng ra ngoài thay thế vội, là cứ vào hãng hỏi xem đã. Nếu mà mất tiền mà cảm thấy nó đắt thì hãng ra ngoài, còn nếu không thì cứ vào hãng mà chúng ta bắt vạ, đúng không nào. Thứ hai nữa, đó là Samsung đang xử lý rất đẹp vụ này, thay thế cái thứ làm hài lòng người dùng, và với bản thân mình cũng hài lòng, bởi vì cơ bản là đồ điện tử nó hên xui mà, đúng nào. Bây giờ gặp lỗi mà họ xử lý như này, kể hết bảo hành rồi, rõ ràng là họ hoàn toàn có thể có quyền từ chối không bảo hành, nhưng họ vẫn bảo hành, là như thế là rất ổn rồi. Đấy, và cái điểm nữa mà mình muốn nói các bạn đó là cái lợi ích của việc mua hàng chính hãng nó sẽ hơn hàng sách tay của chỗ đó. Tất nhiên mua hàng sách tay thì chúng ta sẽ được cái lợi là gì, đấy là nó rẻ. Đấy, mua hàng chính hãng thì giá nó đắt, nhưng mà đánh đổi lại cho một cái màn hình như này là một giá trị rất lớn. Bạn có thể tưởng tượng xem mà thay thế một cái màn hình của Samsung Galaxy S9+ với cả Note 9 thì vỡ mồm luôn. Đấy, nhưng họ xử lý cái này là đẹp. Đấy, đấy là mình cảm thấy thế. Rồi, còn các bạn thì nếu các bạn muốn đặt hàng những sản phẩm Samsung hàng chính hãng, ví dụ như là Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G, các bạn có thể tham khảo qua tại ClickBuy. Hiện tại ClickBuy cũng đang hỗ trợ cho người dùng đặt trước những cái sản phẩm Samsung hàng chính hãng với mức giá có thể coi là rẻ nhất ở trên thị trường. Đấy, tốt nhất là các bạn cứ cầm điện thoại lên, các bạn gọi điện trực tiếp đến ClickBuy xem là giá cuối cùng họ để cho các bạn là bao nhiêu nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.